mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Home Shopping của Sài Gòn TV được trình chiếu trên băng tần 57.5 hoặc là Galaxy 19 trên toàn cõi Hoa Kỳ và Canada. Hoặc là quý vị có thể truy cập vào trang mạng là saigontivi.com trên toàn thế giới. Và hiện tại là chị Tú Trâm là đại diện của công ty Yumikin sẽ đến đây để chia sẻ cho chúng ta một vài thông tin rất là bổ ích cho sắc đẹp của chúng ta. Hai chị Tú Trâm, chị khỏe không? Hai An Thư, rất là khỏe. Và nhân tiện hôm nay chú Trâm cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài Sài Gòn TV. Hôm nay chị Tú Trâm có một vài thông tin hoặc là gì mà tốt cho sức khỏe, cho sắc đẹp không nè? Tại vì em thấy dạo này trời nắng á, thì người của em nó bỗng khô rát và da nó cũng khô nữa. Cho nên em muốn có một cái thông tin gì đó lợi tốt cho sắc đẹp của chị em phụ nữ. Thì Tú Trâm rất là hân hạnh hôm nay để giới thiệu đến quý vị bộ kem dưỡng da gồm có 4 sản phẩm dùng một cái hệ thống khoa học rất là tân thời để giúp cho chúng ta chăm sóc làn da kỹ hơn. Thì nhưng mà trước hết á, thì chú Trâm xin giới thiệu đến quý vị công ty Yumikin luôn. Tại vì đây là một công ty bỏ rất là nhiều tâm huyết để đạt được những cái tiêu chuẩn cao. Thì họ rất là được yêu chuộng bởi rất nhiều quý khách hàng. Và vì vậy ở Nhật cũng như Hàn Quốc và Trung Quốc rất là yêu chuộng sản phẩm của Yumikin. Vì anh Thư biết tại sao không? Những cái sản phẩm này đó rất là tự nhiên, lấy từ thiên nhiên, trong lành ha, và nó cho chúng ta cái cảm giác á, an toàn hơn, tươi mát và rất là dễ chịu. Rất là thú vị. Vậy chị Tú Trâm hãy giới thiệu cho em nhanh nhanh đi nào. Bây giờ xin thưa quý vị, cái bộ kem này đó thì chúng ta bắt đầu với cái kem Essence Hoa Sen Tuyết. Thì đây là một cái loại kem giúp cho da của quý vị có sự co giãn và sáng hơn vì nó được làm bởi tinh hoa chiết từ hoa sen tuyết, tinh hoa thực vật cũng như là rễ cam thảo làm cho da mịn và sáng hơn. Và cái sản phẩm thứ hai đó là kem dưỡng da cân bằng hoa sen tuyết. Thì loại kem này giúp cho da của quý vị giữ ẩm và mịn màng hơn bởi vì nó được dùng bởi dầu thực vật, nước được làm chế biến thành kem với một cái kỹ thuật tốt nhất. Còn cộng thêm vào nữa đặc biệt đó là họ chế biến những cái thành phần tương tự như tế bào da của chúng ta. Vì vậy nó giúp cho cái da của chúng ta khi mất chất dinh dưỡng thì nó cũng trở lại như vậy. Rất là tốt. Sau đó đó thì quý vị có thể take care cái da của mình từ bên trong bằng cách uống thuốc viên. Thì đây là cái hệ thống mới mà trước giờ anh Thư thấy lúc nào mình cũng sức kem đúng không? Thì bây giờ lại có thêm hai cái loại thuốc viên. Thành ra coi như cái đặc biệt này đó thì cái kem dưỡng ẩm này đó nó cho những dinh dưỡng cho da của chúng ta. Tại vì nó có hai loại, thứ nhất là ceramin và hyaluronic acid. Đây là những cái nước dưỡng ẩm thiên nhiên tốt nhất. Và nó, tại biết sao không, nó giữ được cái hơi nước và nó có cái chức năng ngăn sự bay hơi của nước. Da thì nó làm cho da mình nó không bị khô rát đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và da làm khô rát tức là nếu mà khô nhiều quá thì da của mình nó sẽ dễ bị lão hóa nhanh đúng không chị? Đúng vậy, vừa lão hóa mà nó tích tụ lâu quá trong những cái lỗ chân lông á thì mình sẽ có mụn. Rồi thì bây giờ cái loại cuối cùng thưa quý vị là thuốc viên Royal Collagen, nó cho chúng ta những cái dinh dưỡng rất là tốt cho da. Bởi vì cái thuốc Royal Collagen này có cái hai điều đặc biệt đó, là nó làm từ cái loại Royal Jelly, nó hấp thụ những thành phần tốt cho da. Và cái điều kế rất là đặc biệt đó là nó có cái chất keo collagen cao cấp từ loại cá tilapia của ở châu Phi. Và như vậy loại cá này nó có ít mỡ, thành ra nó hấp thụ rất là nhanh và nó cho chúng ta một cái sự hồi phục của sự co giãn da rất là tốt. Wow, vậy là đây là một cái bộ sản phẩm gọi là trong uống ngoài thoa thưa quý vị. Đúng. Nếu mà chúng ta chỉ thoa bên ngoài mà chúng ta không cung cấp dinh dưỡng từ bên trong thì nó cũng cái vẻ đẹp nó không có lâu bền đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Vậy chị ơi, chị có thể chỉ cho em cách sử dụng những sản phẩm này như thế nào? Anh Thư, những sản phẩm này rất là dễ dùng. Ok, cái thuốc kem á thì hai cái loại thuốc kem này á, anh Thư chỉ cần mở ra và đây anh Thư có thể xoa thử và cho quý khán giả biết là cái cảm giác nó như thế nào. Đúng vậy thưa quý vị khán giả, khi mà bôi lên á thì chúng ta sẽ cảm giác rất là mát và nó rất là smooth, cảm nó giác dễ ra, chịu mà nó mát làm cho mình cảm thấy như là mình
relax đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi chị. Và cái này đó thì anh Thư, hai cái loại thuốc viên này đó thì quý vị uống 7 viên dưỡng ẩm mỗi ngày. Anh Thư mở cho quý vị coi nó giống như thế nào ha. Và 3 viên Royal Collagen mỗi ngày. Dạ, thì những cái viên này nó giống như những cái sản phẩm trước của Umican. Là thì chúng ta thường có thể nhai, chúng ta có thể ngậm hoặc là chúng ta có thể dùng nó với nước được, kính thưa quý vị. Dạ, đây là những cái viên nén mà cái kỹ thuật này rất là được coi trọng ở bên Nhật. Tại vì đây là một cái truyền thống của người Nhật. Họ chăm sóc, họ xem cái người mà làm viên đó như thế nào bằng cái cách này. Bởi vì nó là một cái truyền thống rất là lâu dài, ai cũng rất là coi trọng. Vậy chị Trâm có thể cho anh Thư được biết là giá cả cũng như là shipping của những sản phẩm này như thế nào? Yes, anh Thư. Thì thưa quý vị, cái loại kem Essence Hoa Sen Tuyết này đó là giá 183 đồng một chai. Và kế đến thì là cái dưỡng da cân bằng này đó giá 82 đồng. Còn cái loại thuốc viên dưỡng ẩm da này đó thì giá là 135 đồng, có tất cả 420 viên, mình dùng được đến 2 tháng lận. Wow. Và cuối cùng cái Royal Collagen đó là giá của nó đó là 88 đồng, có tất cả 119 viên, quý vị cũng dùng được 2 tháng. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó, nếu quý vị mua một bộ thì quý vị sẽ được giảm giá. Thì giá thay vì tổng cộng 488 đồng thì Umican sẽ giảm giá cho quý vị còn có 423 đồng. Nhưng mà Umican hôm nay rất là đặc biệt nhắn với chúng tôi rằng là nếu mà, tại vì đây là sản phẩm đầu tiên giới thiệu vào cộng đồng người Việt Nam, thành ra Umican sẵn sàng đặc biệt trong hôm nay giá chỉ còn giảm xuống có 335 đồng. Wow, chỉ có 335 đồng trong ngày hôm nay thôi. Mà thôi, kính thưa quý vị, chỉ trong ngày hôm nay, xin quý vị hãy vui lòng gọi ngay vào số là 1-888-643-3589 để mà chúng ta có thể biết nhiều về thông tin của sản phẩm. Và quý vị hãy nên nhớ là chỉ có một ngày duy nhất hôm nay mà thôi, kính thưa quý vị. Vậy chị Tú Trâm có thể cho em biết rõ hơn về chi phí shipping thì như thế nào cho những quý vị ở Hoa Kỳ cũng như là ở Canada? Ok anh Tư, thì thưa quý vị, nếu quý vị ở Mỹ thì giá shipping là 8 đồng nếu quý vị mua dưới 150 đồng. Và shipping sẽ được hoàn toàn miễn phí nếu quý vị mua giá trên 150 đồng. Còn đối với quý khách hàng ở Canada thì giá nếu như quý vị mua trên 500 đồng thì được hoàn toàn miễn phí. Còn nếu dưới 500 đồng thì giá shipping là 20 đồng. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một chương trình rất là đặc biệt, chỉ có một ngày mà thôi, và chúng tôi sẽ tiết kiệm được chi phí cho quý vị rất là nhiều. Hãy gọi vào ngay cho chúng tôi là ở số điện thoại 1-888-643-3589, 1-888-643-3589. Anh Thư xin cảm ơn chị Tú Trâm đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thư và xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV rất là nhiều. Anh Thư xin chúc quý vị khán thính giả có một ngày thật là hạnh phúc, thật là an lành và có nhiều sức khỏe và sắc đẹp nữa. Anh Thư xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.